Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lâm Huyền Trân, hiện là trưởng khoa liên chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ngoài ra, bác sĩ còn là phó chủ tịch Hội tai thính học Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Ban chấp hành Hội tai mũi họng Việt Nam, ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lâm Huyền Trân tiếp tục hoàn thành bằng thạc sĩ tiến sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Bác sĩ cũng có thời gian tu nghiệp chuyên ngành mình theo đuổi tại Pháp và Mỹ. Năm 2011, nhận học hàm phó giáo sư.